sao giờ đẹp quá vậy? Đẹp không? Anh làm trai không? Anh cũng đẹp mà. Anh à, hôm nay là đúng 1305 ngày chúng ta bên cạnh nhau rồi đó. Nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã đi qua thì em không nghĩ là hai đứa mình lại mạnh mẽ được đến như vậy. Ngày hôm nay, tại chính chỗ này đây, cảm giác của em thật sự rất là khó tả. Hình ảnh những ngày đầu chúng ta gặp nhau thật sự đúng là duyên số, phải không anh? Là đã hơn 1300 mấy ngày chúng mình quen nhau rồi đó vợ yêu ơi. Và ngày hôm nay đây là một ngày mà chồng cũng như em rất mong đợi. Cảm ơn anh đã đến bên em, nhưng lại yêu Khánh Du nhiều hơn em. Em vẫn nhớ cái câu mà anh nói về em là em quen anh cũng được, hay là quen ai cũng được, nhưng phải luôn nhớ Khánh Du là cái điều duy nhất, là quan trọng nhất. Em không được mù quáng vì bất kỳ cái thứ gì nữa, nghe chưa? Câu nói này đã làm động lực cho tình yêu của chúng ta, đúng không anh? Nhiều lúc em nghĩ bên cạnh em, anh thật sự rất là thiệt thòi. Vì yêu một người đã từng trải qua tổn thương, thật sự là không có dễ dàng một chút nào cả. Đôi lúc em còn không hiểu được cái bản thân của mình muốn cái gì nữa. Tóm lại là một chữ sợ. Sợ yêu rồi phải đau, sợ hạnh phúc rồi lại chia ly. Em sợ một nỗi sợ vô hình mà chính bản thân em tự tạo ra để bảo vệ cái bản chất yếu đuối của con người em. Em nồng nhiệt với tình yêu này rồi cũng chính em lại là người bỏ trốn. Lạc nhau bao nhiêu lần rồi, nhưng ngày hôm nay mình đã cùng nhau đứng ở đây đọc những lời này. Anh có biết vì sao không? Là vì anh đó. 1305 ngày qua anh chưa từng bỏ cuộc. Anh có thể nhịn ăn nhịn uống để Khánh Du luôn được uống những loại sữa tốt nhất, chơi đồ chơi mới nhất. Không bao giờ có những câu chuyện anh nói thiếu vắng hình ảnh của Du cả. Em cảm ơn anh vì đã thương Du. Em cảm ơn anh vì đã bực mình khi em dùng chữ con em. Em cảm ơn anh đã nói con còn nhiều thiệt thòi lắm em mà, mình phải làm sao cho Du đầy đủ hơn, nhiều hơn nữa. Như đó thôi, em đã cảm thấy mình đã đi đúng đường rồi đó anh. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, em biết anh đã đánh đổi rất là nhiều. Nhưng anh luôn tỏ ra bình thường nhất có thể, chỉ vì không muốn em suy nghĩ nhiều. Anh luôn bắt em chỉ được tập trung lo cho con của chúng ta thôi. Còn anh thì sao cũng được. Em cảm ơn anh vì tất cả. Trải qua ngần ấy thời gian, chúng ta đã đi qua rất nhiều chặng đường. Như em đã nói, vui có, buồn có. Cũng có những lúc tưởng chừng như hai ta không còn bên cạnh nhau nữa. Những lúc đó là em, chính em đã bỏ qua hết những lỗi lầm và cái tôi của anh, và luôn bên cạnh anh ở san sẻ.
Ai cũng muốn người mình yêu phải thay đổi vì bất cứ một cái điều gì đó. Nhưng riêng em mong anh đừng bao giờ thay đổi. Bất cứ thiếu gì nhé. Tiền thì anh cứ việc kiếm tiếp đi. Con thì anh vẫn cứ lo đi. Đánh răng rửa mặt, tắm rửa học hành các thứ. Cơm thì anh cứ nấu đi. Chén thì anh cứ rửa, nhà anh cứ dọn. Như là anh vẫn làm hàng ngày anh nhé. Ai cũng nói em sướng như tiên rồi. Nên anh đừng có buồn buồn rồi dán em xuống cái chức tỳ nữ nha. Ok, thì mọi việc, mọi thứ anh vẫn lo. Anh Du anh vẫn lo, cũng như em anh vẫn lo. Cứ để mọi người nói tất cả về mình với em để cho họ ngưỡng mộ mình. Bây giờ đây anh không dám nói anh sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy. Nhưng anh dám chắc mỗi ngày trôi qua, mỗi giờ trôi qua, một giây trôi qua, lúc nào em cũng hạnh phúc, vui vẻ. Đến lúc hai chúng ta cùng nắm tay nhau đi đến cuối cùng của con đường. Và lời em muốn nói là chồng mãi mãi yêu em. Một mình vợ mà thôi, duy nhất một mình vợ thôi. Bên cạnh anh, em chẳng cần trưởng thành nữa. Em chẳng dám mong mình sẽ bên nhau suốt đời. Em chỉ mong mỗi ngày bên nhau sẽ là một ngày hạnh phúc của gia đình của chúng ta. Kể từ ngày hôm nay, ba đứa mình phải thật sự hạnh phúc nhé. Mình ơi. Dạ yêu. Thank you.